Đường chuyền về hơi sai lầm và cơ hội dành cho BKM Bình Dương dứt điểm. Và ngay phút thiếu thứ ba, Tiến Linh đã ghi bàn. Tiến Linh sẽ được tung vào sân để thay thế cho Tống Anh Tỷ. Chiếc bằng đội trưởng đã được trao lại cho Tiến Linh. Pha mở bóng xuống dành cho Tiến Linh. Tiến Linh qua người, dứt điểm. Goal! 1-0 cho BKM Bình Dương. Người đội trưởng của BKM Bình Dương đã mở tài khoản tại Night World V-League 1 2023. Và còn gì ý nghĩa hơn đây? Tiến Linh đã chọc thủng lưới của nhà đương kim vô địch trong một trận đấu. Và đương kim huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Việt Nam đang có mặt trên khán đài. Đó là một lời khẳng định của Tiến Linh. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã đúng khi tung Tiến Linh vào sân. Sự khao khát của Tiến Linh đã trở thành động lực để anh bùng nổ với bàn thắng vừa rồi. Ribario đã quan sát thấy Tiến Linh bắt. Tiến Linh đã thể hiện được đẳng cấp của mình với một pha xử lý cực kỳ điềm tĩnh. Anh dễ dàng vượt qua được thủ thành Tấn Trường và cả Thành Trung nữa, chỉ với một điểm chạm thôi. Ở góc hẹp nhưng Tiến Linh vẫn có thể bình tĩnh dứt điểm. Xử lý bóng bằng chân phải và dứt điểm bằng chân trái. Hoàn hảo. Tiến Linh đã chọn cho mình một cách hoàn hảo để có được bàn thắng đầu tiên tại Night World V-League 1 2023. Có được khoảng trống cho Văn Vĩ. Bùi Hoàng Việt Anh. Lỗi của Tiến Linh. Ít nhất để có thể nói về trận đấu này, chúng ta có thể chọn ra một chi tiết thú vị. Đó là những tiền đạo, được coi là tiền đạo mũi nhọn ở các đội tuyển quốc gia đều đã có được bàn thắng tại Night World V-League 1 2023. Đầu tiên là Tiến Linh và sau đó là Văn Tùng. Đường truyền của Trung Hiếu Kizito. Vẫn là các cầu thủ BKM Bình Dương. Tiến Linh khoảng trống ở phía trước, dứt điểm. Không được. Tiến Linh đã có một pha hãm bóng bằng ngực tốt và sau đó là sút ngay. Sau tình huống xử lý của Việt Cường và pha phá bóng của cầu thủ áo trắng thì bóng đã đến với Tiến Linh. Lúc này trong trận ra quân của trên sân nhà mình của Sông Lam Nghệ An. Đường chuyền về hơi sai lầm và cơ hội dành cho BKM Bình Dương dứt điểm. Và ngay phút thiếu thứ ba, Tiến Linh đã ghi bàn. 1-0 dành cho BKM Bình Dương. Một đường chuyền sai và Tiến Linh đã trừng phạt hàng thủ của Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng có ý nghĩa rất quan trọng với thời điểm này dành cho BKM Bình Dương. Chúng ta cũng xem lại pha xử lý của Nguyễn Tiến Linh. Rất tự tin với cú đá vào góc trái. Cú đá chìm, căng, sệt và có độ khó nhất định. Đã khiến cho Văn Việt hoàn toàn bó tay. Có rất nhiều giải pháp. Có thể truyền sang trái cho Nicolas Olsen hoặc sang phải cho Romario. Nhưng Tiến Linh đã quyết định dứt điểm ngay. Tiến Linh mở bóng sang cánh phải. Nicolas Olsen. Vẫn là Nicolas Olsen. Rất tốt. Vẫn còn. Bóng vẫn chậm chân các cầu thủ áo xanh. Quang Hùng. Romario. Việt vị rồi. Romario đã rơi vào thế việt vị. Cắt bóng tốt. Rất tập trung Nguyễn Tiến Linh.
Bên phải là cơ hội dành cho các cầu thủ BKM Bình Dương. Đường chuyền vào trong không được, rất đáng tiếc cho BKM Bình Dương. Đường chuyền đã sửa lưng rồi. Bùi Vĩ Hào là người đã đưa ra đường chuyền vào trong. Xuân Mạnh đã có mặt kịp thời. Rất đáng tiếc với đường chuyền sửa lưng vừa rồi. Đường chuyền bị bắt bài quá đơn giản của Vương Văn Huy. Tiến Linh. Bên phải vẫn là Bùi Vĩ Hào, cầu thủ chạy biên. Bùi Vĩ Hào quyết định một đường chuyền ngay rất hợp lý. Có thể dứt điểm, sút vào. Người của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã phát huy tác dụng. Những cầu thủ vào sân thay người trong đấu thứ hai đã phối hợp đẹp mắt. Bùi Vĩ Hào với đường truyền tốt dành cho Thanh Lộc ghi bàn. Thanh Lộc với một pha dứt điểm không chê vào đâu được. Hai cầu thủ vào sân trong đấu thứ hai phối hợp với nhau và tạo ra bàn thắng dành cho BKM Bình Dương. Đường truyền rất chính xác cho Thanh Lộc và cú đá ở góc hẹp. Nhưng cực mạnh, cực uy lực của Thành Lộc đã thành công. Đá tốt vào góc xa khung thành của Thành Lộc. 2-0 cho BKM Bình Dương. Hòn Sen. Trung Hiếu. Quá đông các cầu thủ Khánh Hòa đang phòng ngự dày đặc. Đây là Quang Hùng tạt vào, Tiến Linh. 1-0, 1-0 dành cho BKM Bình Dương. Đó là tình huống tấn công biên tuyệt vời của các cầu thủ BKM Bình Dương và đã đem lại sự hiệu quả. Trước đó có rất nhiều những tình huống tấn công của BKM Bình Dương nó chưa thể ghi được bàn thắng. Tiến Linh đã đập công. Và đó cũng là bàn thắng thứ 3 của Tiến Linh ở mùa giải này. Lại là Quang Hùng, hậu vệ phải rất tích cực lên tham gia tấn công và có đường truyền ngược ra tuyến hai rất tốt để Tiến Linh đệm lòng bằng cái chân trái. Một pha đệm lòng được coi là cận thành của Tiến Linh vào góc xa, đã hạ gục thủ môn Hoài Anh. 1-0 dành cho các cầu thủ BKM Bình Dương. Có pha di chuyển bên cánh phải của Tiến Linh. Tiến Linh sút. Tỷ số là 3-0 cho BKM Bình Dương. Và đội trưởng Tiến Linh đã ghi bàn. Đó là tình huống chuyển trạng thái cực nhanh của BKM Bình Dương. Bóng được triển khai từ trong vòng 16m50 của BKM Bình Dương. Vai nên truyền bóng đến vị trí của Tiến Linh. Hạn chế được một tốt và dứt điểm hiểm hóc lạnh lùng của Tiến Linh. Cầu thủ số 22 Nguyễn Tiến Linh ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho câu lạc bộ BKM Bình Dương. Với khoảng cách 3 bàn thì có lẽ là trận đấu đã sớm ngã ngũ ngay đầu hiệp 2 rồi. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.